Mỹ Lan thân mến, kính chào quý vị khán thính giả của đài SET 56.5 và 18.11 với chương trình Mỹ Lan Show được thực hiện hàng tuần trên làn sóng này. Chào tất cả quý vị, ngày hôm nay Mỹ Lan rất là vui được gặp gỡ hai nhân vật rất là quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta. Ngồi bên cạnh Mỹ Lan rất là quen phải không ạ? Đó là nghệ sĩ Quốc Thái. Lần đầu tiên em gặp anh tại lần đầu tiên gặp ở đài thôi. Ở ngoài là anh em mình gặp nhau thường rồi, nhưng mà còn kể bên đây là kỹ sư Trung Tạ thì không có gì mà xa lạ đối với lại khán thính giả của đài SET rồi phải không ạ? Vâng, trước hết thì phải mời hai anh chào trước đi, nhà mình nói chuyện tiếp nha. Mời anh. Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả của đài SET TV cũng như là Trạm Mỹ Lan cũng như anh Trạm Quốc Thái. Trước hết thì Quốc Thái gửi lời chào thân ái tất cả quý khán giả của SET, chào Mỹ Lan và chào anh Tạ Trung. Chúc quý vị một ngày vui quý vị nha. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay mà có anh Quốc Thái và anh Tạ Trung ở đây đó là tại vì có rất là nhiều cái đề tài, rất là nhiều cái câu chuyện muốn chia sẻ đến quý vị. Thì Mỹ Lan đó, lần đầu tiên không thật sự nha. Em cũng ngạc nhiên lúc nãy mà trước khi mà vào show, kính thưa quý vị, Mỹ Lan có hỏi anh Quốc Thái và anh Tạ Trung là ô tại sao em thấy là đại nhạc hội về nguồn kỳ 2 rồi. Như vậy là cái nhóm gọi là nhóm nhân ái thiện nguyện của mình tổ chức là cái chương trình về nguồn kỳ 2 mà nhóm thiện nguyện của mình là được bao nhiêu năm rồi? Thì anh bảo rằng là được 25 năm rồi. Em nói ủa sao kỳ và 25 năm mà sao mà lần này mới về nguồn kỳ 2? Thì chắc là phải nhờ anh Thái, chắc khán giả nào mà đang theo dõi chương trình này cũng đang tò mò muốn tìm hiểu thêm về nhóm thiện nguyện này, thì mời anh Quốc Thái hay là anh Tạ Trung có thể nói sơ qua. Vậy thì cái nhóm nhân ái thiện nguyện là gồm những anh chị nào, được thành lập bao nhiêu lâu, và cái mục đích cũng như là tại sao mà nhóm, nó nhóm tức nghĩa là có nhiều người đúng không ạ? Và các anh thành lập nhóm này với cái mục đích như thế nào, ai có thể chia sẻ khán thính giả? Vâng, xin phép anh Tạ Trung cho Quốc Thái được chia sẻ phần này tí xíu. Thưa với lại Mỹ Lan, cái nhóm nhân ái thiện nguyện này được thành lập bởi cô Hồng Lan và một số các anh chị em trong cái thời vào thập niên 96, 97, 98 như khoảng đó. Thì nhóm nhân ái thiện nguyện này đó làm việc ở tại California này, và họ đã làm những cái công việc thiện nguyện như là giúp đỡ cho những người nghèo, rồi phụ cho những cái đoàn thể cũng như là những cái câu lạc bộ vân vân và vân vân. Chỗ nào mà cần họ thì họ sẽ tới với cái tính cách là thiện nguyện và chỉ có thiện nguyện thôi. Đó là cái vấn đề nhân ái thiện nguyện. Còn cái chương trình đại nhạc hội về nguồn kỳ 2 đó thì một được tổ chức vào đúng tháng 6 năm 1996. Năm 1996. 96. Đó là kỳ 1 do nhạc sĩ, cố nhạc sĩ Nguyễn Hiền đứng ra để tổ chức cái chương trình về nguồn. Thế thì sau mấy chục năm sau này không có làm việc, cố nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã qua đời. Rồi nhóm nhân ái thiện nguyện họ không có tổ chức nhiều về cái vấn đề văn nghệ. Sau khi một thời gian rồi gặp với lại cô Hồng Lan, thì cô Hồng Lan bảo rằng chắc bây giờ mình phải dựng lại cái về nguồn kỳ 2 và với cái chủ đề là uống nước nhớ nguồn, để mà phát huy cũng như bảo tồn cái văn hóa người Việt Nam của chúng ta ở tại hải ngoại. Và đặc biệt hơn hết thì cái kỳ 1 đó vào ngày 6 tháng 6 Thái còn nhớ, cô Thái làm cái MC ở trong cái chương trình đó cùng với lại Thụy Trinh. Thì tôi thấy còn nhớ rằng là nhạc sĩ Nguyễn Hiền có một cái idea, một cái nghĩa là một cái ước nguyện rằng là ông sẽ cố gắng cùng với lại tất cả mọi người trong chúng ta ở đây ở tại hải ngoại này cố gắng để dựng lên cái đền thờ quốc tổ hải ngoại. Và cái dự án đó là nó bắt đầu từ lúc đó. Thì kỳ số 2 này thì anh em, những người mà gọi là chung sức nhau như là Tạ Trung, Quốc Thái, của Hồng Lan cũng như một số đông anh em nữa bây giờ đã đứng lên để mà nối tiếp cái dự án đó, là cái dự án đền quốc tổ hải ngoại này. Thưa anh, như vậy thì thưa anh Tạ Trung, như là trình bày của anh Quốc Thái thay như em hiểu đó, thì đầu tiên là cái nhóm thiện nguyện chỉ là giống như là những cái hội từ thiện, là mình chỉ đi làm việc thiện nguyện giúp đỡ người nghèo vân vân, những cái chương trình để mình giúp đỡ những người thiếu thốn đúng không ạ? Nhưng mà cái đặc biệt của nhóm thiện nguyện này lại là xoay qua vấn đề mà cái mục tiêu cao của tinh thần uống nước nhớ nguồn. Thật ra đã tổ chức một cái chương trình là về nguồn kỳ 2, kỳ 1 rồi năm 96 đúng không ạ? Rồi bây giờ là mình mới tổ chức cái về nguồn kỳ 2, như vậy thì thưa anh Tạ Trung, như vậy là ở trong này nói rằng là với cái mục đích cũng muốn xây dựng một cái đền thờ của quốc tổ để mà nói là uống nước nhớ nguồn, về cái về nguồn đó là cái nội dung mục đích. Nhưng mà em không hiểu là tại sao mà kéo dài tới nhiều năm như vậy
rồi ngày hôm nay là các anh lại quyết định trở lại, và cái mục đích là mình muốn xây được cho cái đền thờ của quốc tổ của mình phải không, đúng không anh? Dạ vâng, thưa, có lẽ xin cảm ơn Milan, có lẽ xin tiếp nối lời của anh Quốc Thái, là như Quốc Thái trình bày là cái về nguồn một đó, tức là vào ngày 6 tháng 6 năm 96, có nghĩa là 22 năm về trước. Thì lúc đó chúng tôi chỉ là một cái người khán giả ngồi dưới để mà thưởng thức cái chương trình này. Thì như Quốc Thái cũng trình bày là cái này đó, cái ý kiến, cái ước nguyện này có nhiều người, mà trong đó là cái nhạc sĩ Nguyễn Hiền là một trong những người mà đứng ra trưởng ban tổ chức trong cái cờ đợt này. Thì bên cạnh đó có rất là nhiều người, ví dụ cô Hồng Lan, rồi có những cái các bậc trưởng thượng trong cộng đồng chúng ta nữa, họ có những ước nguyện như vậy. Rồi ngay cả lúc đó là có được sư Phạm Đạo Bạch Tuyết, rồi có rất là nhiều người đóng góp trong chương trình này. Thì nhưng mà 22 năm qua đó, thì phải nói là cộng đồng chúng ta chưa thực hiện được những cái ước mơ này. Thì đó là lý do đó, thì cô Hồng Lan cũng có một cái mơ ước. Cô nói là trước khi cô đi ra ngoài hải ngoại này đó, thì ông bố của cô là nói là con phải ra đây để mà thành lập lại một cái đền thờ, để mà khi mà con cháu chúng ta mà lớn lên đó, nó biết được nguồn cội của mình. Thì đó là cái câu mà uống nước nhớ nguồn, tức là biết nguồn cội của mình. Thì sau 22 năm qua, cũng như là 43 năm, gần 43 năm trong cái cộng đồng chúng ta, thì hiện tại chúng ta vẫn chưa có một cái đền thờ quốc tổ. Đó là lý do thì anh em chúng tôi, Quốc Thái, cũng như là Trung và cùng số anh em nữa, là chúng tôi ngồi lại để mà nói lại cái tinh thần này, nối lại cái tinh thần này đó, thưa chị Mỹ Lan. Và hy vọng rằng trong cộng đồng chúng ta trong tương lai sẽ có một cái đền thờ quốc tổ thực sự tại hải ngoại. Vâng, thưa quý vị, đó là lý do mà ngày hôm nay Mỹ Lan vừa đã nhận được một cái lá tâm thư nói lên những cái ước nguyện như nãy giờ anh Trung Tạ cũng như là anh Quốc Thái trình bày. Và đó là một cái thiệp mời của nhóm nhân ái thiện nguyện Đại Nhạc Hội Văn Nghệ Về Nguồn kỳ 2, chủ đề là Uống Nước Nhớ Nguồn, sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật. Ngày Chủ Nhật này là, thưa quý vị, ngày 24 tháng 6 tại hội trường Warner Middle School ở tại góc đường Newland và đường Westminster, đúng không ạ? Dạ, em nhớ không lầm, em nhớ là cái đi ngang thấy cái trường rất là lớn. Thì mời quý vị hãy đến ngày Chủ Nhật này 24 tháng 6 tại hội trường của Warner Middle School tại trên đường Newland và góc đường Westminster, 1 giờ trưa tới 6 giờ chiều. Và đặc biệt đây là vào cửa tự do, tại vì muốn tất cả mọi người đồng hương của chúng ta đem con em tới để nghe, để xem cái đại nhạc hội này. Tại vì các thưa quý vị, ngoài cái mục đích là nêu cao cái tinh thần uống nước nhớ nguồn và cũng là để phát huy bảo tồn văn hóa cổ truyền Việt Nam của chúng ta, cho con em của chúng ta biết được cái nguồn gốc người Việt Nam của chúng ta như thế nào. Rồi chưa hết, để sẽ tiếp nối một cái dự án mà cách đây 20 mấy năm về trước, những bậc tiền nhân, những người mà đã đi trước chúng ta đã có một cái ước nguyện là xây dựng được một đền thờ quốc tổ hải ngoại của Đại Nhạc Hội Văn Nghệ Sĩ của chúng ta đã từng tổ chức cách đây 20 mấy năm về trước, năm 1996 lận. Thì lần này với chương trình Đại Nhạc Hội Về Nguồn kỳ 2 sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 6, Chủ Nhật này, quý vị, tại hội trường Warner Middle School, từ 1 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều, và vào cửa hoàn toàn miễn phí để chúng ta có thể đem con em tới, đem gia đình đến, và đặc biệt để mà chúng ta biết được cái nguồn cội nguồn gốc của cái chương trình. Nhưng mà anh ấy mà nói, Đại Trung nói lúc đó hai anh chỉ là khán giả, nhưng bây giờ thì anh mới vô trong nhóm này từ bao giờ? Anh mới gia nhập vô đây từ bao giờ? Dạ không, thì lúc đó là Quốc Thái là MC rồi đó. Nhưng mà em đang nói là vào trong cái nhóm này nè, cái nhóm nhân ái thiện nguyện này từ lúc đó luôn á, cho tới bây giờ luôn. Dạ vâng, thì thật ra thì Quốc Thái cũng đã làm việc với lại cô Hồng Lan cùng với lại nhóm nhân ái thiện nguyện này từ trước. Dạ vâng, thì mình cũng in and out rất là nhiều, không phải là chỉ có nhân ái thiện nguyện không, mà nhiều cái hội đoàn khác nữa. Đúng. Quốc Thái cũng involved. Nhưng mà đặc biệt đó, thì nhân ái thiện nguyện là cái tổ chức mà Quốc Thái đã biết từ lâu, từ lúc mà khởi đầu đến giờ phút này, thưa Mỹ Lan. Thật ra bây giờ là anh cũng như là mọi người tiếp tay nhau để cho chúng ta thực hiện được cái ước nguyện là xây được một cái đền thờ quốc tổ Việt Nam tại hải ngoại. Vâng, kính thưa quý vị, và chắc là sau một vài thông tin thương mại đi, thì chúng ta sẽ trở lại với chương trình Đại Nhạc Hội Về Nguồn kỳ 2 vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 6 tại hội trường Warner Middle School sắp tới đây, 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Với một quý vị tiếp tục giữ màn hình, chúng tôi sẽ trở lại với những chi tiết về chương trình Đại Nhạc Hội này nha quý vị.
quý vị rất là nhiều, vẫn giữ màn hình của đài SET 56.5 và 18.11 với chương trình Mỹ Lan Show, với sự hiện diện của nghệ sĩ Quốc Thái và kỹ sư Tạ Trung, để giới thiệu đến quý vị một chương trình đại nhạc hội Về Nguồn kỳ 2 vào ngày Chủ nhật này 24 tây tháng 6 2018 tại hội trường Warner Middle School, tọa lạc tại 14171 Newland Avenue, Westminster, từ 1 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều, vào cửa tự do. Nghe kính thưa quý vị, và Mỹ Lan được biết rằng là với tất cả rất là đông anh chị em nghệ sĩ, và với sự mà MC anh Quốc Thái đã từng là MC của chương trình Về Nguồn kỳ 1 rồi, và lần này sau 22 năm anh đã trở lại với chương trình này với một cái nguyện vọng tha thiết để có thể nêu cao cái tinh thần uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam chúng ta, hay là phát huy bảo tồn văn hóa cổ truyền Việt Nam của chúng ta, cũng như là sự tiếp nối về một cái dự án vận động mọi người đồng bào đồng hương chúng ta tại hải ngoại xây dựng đền quốc tổ hải ngoại của chúng ta tại xứ người. Ước mong quý vị hãy liên lạc với anh Quốc Thái hoặc là anh Tạ Trung để biết thêm chi tiết về những cái sinh hoạt, những cái hoạt động của nhóm nhân ái thiện nguyện, cũng như là chương trình đại nhạc hội Về Nguồn kỳ 2 này. Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là tới rồi. Ước mong quý vị hãy liên lạc ngay với nghệ sĩ Quốc Thái hoặc là anh Tạ Trung nha. Bây giờ trở lại anh Quốc Thái, anh có thể, anh là trưởng ban tổ chức, Mỹ Lan thấy cái poster, Mỹ Lan thấy rất là đông anh chị em nghệ sĩ cũng như là các hội đoàn đoàn thể cũng tham gia rất là đông. Anh có thể giới thiệu qua chương trình của mình được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn Mỹ Lan rất nhiều. Và thưa quý vị khán giả, và đúng ngày Chủ nhật 24 tháng 6 tới đây, đúng 1 giờ đến 6 giờ chiều, tức là 5 tiếng đồng hồ, thì anh chị em ca nghệ sĩ sẽ góp một bàn tay để hát, để trình diễn cho quý vị nghe trong cái chương trình này đó. Thì chúng tôi nhận thấy được rằng là sẽ có tân nhạc, có cổ nhạc, và đặc biệt là có những cái trích đoạn để mà gửi đến cho quý vị những cái bài ca nổi tiếng, cộng vào đó một cái bộ môn mà có lẽ rằng là đã mai một trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại này, đó là cái bộ môn hát bội. Wow. Sẽ được mang trở lại để quý vị có thể nghe thưởng thức lại. Cô Thái đã mời được giáo sư Ngọc Bày, cô sẽ cùng với lại một số anh em nghệ sĩ sẽ hát một vài bài hát bội để cho quý vị thưởng thức lại những cái kỷ niệm xa xưa, và cộng vào đó sẽ có một cái chương trình fashion show do những cái cô hoa hậu, á hậu trình diễn qua những cái áo dài Việt Nam của chúng ta, để chúng ta nhìn thấy được cái phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta. Trong khi đó thì thưa quý vị, có anh tại trung đây, anh chị em ca nghệ sĩ cũng sẽ góp mặt từ nam đến nữ, từ nữ ca sĩ Phi Khanh cho nữ ca sĩ Caroline Kim rồi cái phải lệ thu anh không, cái đó là Mùa Thu Lá Bay, Kim Anh. Dạ vâng. Ủa, để Mỹ Lan nhớ thấy ai Mỹ Lan nói tên, còn Mỹ Lan mà không giờ anh Quốc Thái nói nha. Sure, right. Ủa, đông quá quý vị ơi. Rồi gọi Mỹ Lan thấy trên hình nha, là em thấy quen thuộc là nữ ca sĩ Kích Động là Caroline Kim nè, nữ ca sĩ Phi Khanh. Rồi chị Kim Anh. Đúng rồi. Kim Anh là Mùa Thu Lá Bay đó hả? Đúng rồi. Wow. Thu Lá Bay, Kim Anh. Rồi có Lilian. Rồi có chị Hương Thơ. Chị Hương Thơ. Rồi chị Quỳnh Quỳnh Hương. Quỳnh Hương nè. Yes. Khánh Đại Hoàng, Dương. Đại Dương, Long Ngọc Bê, Trọng, Tony Hội, Trung wow. Thành, Vũ Sư, Ngọc Trọng, Ngọc Linh, anh ca sĩ Hoàng Sơn, rồi Lý Ngọc Thu, Mỹ Lan, Kha Hùng Nhung, Ánh Liên, Minh Chiến, Tân Hy Khánh, Diễm Quỳnh, đặc biệt là có Helen, Alina, Alina. Wow. Rồi có Lê Tín, có Ngân Linh, có nhiều nữa thưa quý vị. Có nhóm này em sẽ học ca. Đây là nhóm câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Wow. Của Cao Minh Hưng. Với nhóm nào nữa? Còn cái nhóm này nhóm đặc biệt là phải để cho tại Trung giới thiệu. Nhóm dạ, gì nữa thưa anh? Dạ vâng, thì bên cạnh đó là tại vì Trung cũng là phó chủ tịch ngoại vụ của cái đoàn văn nghệ dân tộc Lạc Hồng, cho nên dĩ nhiên cũng có, nếu mà nhìn thấy hai cái đoàn năm nay rất là đặc biệt, đó là đoàn văn nghệ dân tộc Lạc Hồng. Quý vị cũng biết là đoàn văn nghệ dân tộc Lạc Hồng rất là một cái đoàn rất là lớn. Sẽ đến trình diễn cùng quý vị trong ngày hôm nay, trong cái ngày đại nhạc hội Về Nguồn này. Bên cạnh đó là câu lạc bộ tình nghệ sĩ, thưa yep. Mỹ Lan. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, như anh Quốc Thái và anh Tạ Trung vừa trình bày, một chương trình rất là đặc biệt, là vừa có tân nhạc nè, vừa có cổ nhạc, vừa có hát bội, là tức là những cái bộ môn truyền thống văn nghệ mà truyền thống của Việt Nam của chúng ta, rồi còn có các anh chị trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ, rồi có ban văn nghệ Lạc Hồng, đúng không ạ? Yep. Thành Mỹ Lan thấy đông quá, mà một cái chương trình đây là hoàn toàn miễn phí, thực sự ra để giới thiệu đến quý vị những cái nét đặc thù, những nét được tượng trưng của văn hóa Việt Nam của chúng ta. Mời quý vị hãy đến nha, dẫn gia đình đến thật là đông, để chúng ta cho con em chúng ta biết được nguồn cội chúng ta là gì. Vì đây là chương trình Về Nguồn được tổ chức lần thứ nhì, mà đã sau 22 năm mới được thực hiện trở lại, với những tấm lòng của các anh chị đi trước, cũng như là được biết là cũng có một vài nhạc sĩ đã qua đời. Kỳ một có xuất hiện, nhưng mà năm nay sau 22 năm đã có một vài anh chị đã không
không còn nữa, để chúng ta cùng tưởng nhớ đến các anh nhạc sĩ đó. Và chúng ta cũng là một cái mục đích chính là chúng ta làm sao mà tiếp tục cái dự án, em thấy cũng nên anh. Tại vì nhiều các em sinh ra bên này cũng chẳng biết Quốc Tổ là gì, đúng mà. Mà qua cái chương trình mà em thấy rằng là vừa rồi mà em đọc tin tức thì coi như là ngay mà Janet Nguyễn á vừa được đưa trong chương trình, chúng ta có thể nói về những cái cuộc chiến tranh Việt Nam, hay là miễn làm sao mà nói đến Việt Nam để cho các em trẻ nó biết, thì là một cái điều rất là đáng quý và rất đáng mừng cho Việt Nam của chúng ta. Và đây cũng là một cái chương trình để cho các em biết được là những cái nét đặc thù của cái nền văn hóa cổ truyền Việt Nam của chúng ta, không thưa anh? Dạ đúng như vậy, Mỹ Lan nói rất là đúng. Và chúng tôi hy vọng rằng là quý vị khán giả của SCT sẽ đến thật là đông để mà chúng ta cùng ngồi lại với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình tâm tình với nhau, mình hát cho nhau nghe những cái bài nhạc của Việt Nam chúng ta. Trên đây thì Quốc Thái cũng xin phép Mỹ Lan để cho Quốc Thái đọc một chút xíu cái phần đoạn của cái tâm thư mà cô Hồng Lan là hội trưởng của cái nhóm thân ái thiện nguyện. Cô không có ngày hôm nay, không mặt ngày hôm nay bởi vì sức khỏe của cô cũng không có được khỏe lắm. Nhưng mà cô sẽ có mặt vào ngày 24 tháng 6 tới đây. Thì thưa quý vị, đây là trích đoạn của cái tâm thư mà cô viết. Kính thưa quý vị, chúng ta phải hãnh diện, ngày nay thì con em của chúng ta thành danh trên khắp thế giới. Rồi tỷ phú có, triệu phú thì càng nhiều, đại gia cũng lắm. Và hơn 3 triệu người Việt ở hải ngoại. Chẳng lẽ chỉ có một mình cố nhạc sĩ Nguyễn Hiền mới tha thiết nghĩ đến cái việc vận động gây quỹ để xây đền thờ Quốc Tổ hải ngoại không ư? Tiếc thay thì công trình và kế hoạch còn đang dở dang, thì cố nhạc sĩ Nguyễn Hiền vĩnh biệt chúng ta. Cho đến nay, kể từ ngày ấy là ngày 6 tháng 6 của năm 1996, thấm thoát đã hơn 22 năm rồi. Tôi còn nhớ rất rõ lời phát biểu của luật sư Phạm Đạt Bạch Tuyết đứng ở trên sân khấu hội trường Valley High School trong cái buổi trình diễn Đại nhạc hội văn nghệ về nguồn kỳ 1. Cô nói rằng là việc xây dựng đền thờ Quốc Tổ tại hải ngoại rất là quan trọng và rất là cần thiết để thế hệ thứ nhất của chúng ta có cái bổn phận phải giảng dạy cho con cháu của chúng ta phải biết Quốc Tổ Việt Nam là ai, để họ phải hiểu họ là ở đâu mà ra, ở đâu mà tới. Họ phải biết uống nước nhớ nguồn, và tiếc thay những lời vàng ngọc ấy nay đã đi vào quên lãng chăng. Và cũng ngậm ngùi thay hơn 42 năm rồi chúng ta phải rời xa quê cha đất tổ. Người Việt ở hải ngoại chúng ta chưa có xây dựng nổi một ngôi đền thờ Đức Quốc Tổ Hùng Vương hải ngoại, trong khi chùa và nhà thờ thì mọc lên như là nấm. Thì quý vị hy vọng rằng là quý vị nghe cái tâm thư này của cô Hồng Lan, quý vị sẽ đến thật đông để chúng ta ngồi lại với nhau và chúng ta sẽ cố gắng để mà xây dựng được một cái đền thờ Quốc Tổ tại hải ngoại này, nhất là ở tại miền Nam California. Vâng, một lần nữa mời quý vị đến chủ nhật 24 tháng 6 từ 1 giờ đến 6 giờ chiều tại hội trường Warner Middle School, góc đường New Lynn và đường Westminster. Nếu quý vị nào mà không nhớ được chi tiết cứ gọi cho Mỹ Lan, gọi cho anh Quốc Thái hoặc là gọi cho anh Tạ Trung để biết thêm chi tiết. Mỹ làm sao chúng ta đến thật đông ngày chủ nhật 1 giờ đến 6 giờ chiều nha quý vị. Rồi bây giờ mình phải chia tay rồi, anh Quốc Thái và Tạ Trung mời các anh chia tay nhé. Dạ vâng, thì một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Mỹ Lan đã cho chúng tôi có cơ hội trình bày về cái tâm tình về cái đại học về nguồn kỳ 2 này, và mong rằng gặp quý vị vào chủ nhật lúc 1 giờ. Quý vị nên cố gắng đến sớm, tại vì cái này là free, hoàn toàn miễn phí, cho nên first come first serve quý vị nha. Xin hẹn lại gặp quý vị vào chủ nhật tuần này. Vâng, với cái tâm tình ngày hôm nay cùng với lại Mỹ Lan và Tạ Trung, Quốc Thái gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc và ban quản trị của đài SCT. Chúng tôi mong rằng là ngày 24 tháng 6, tức là ngày chủ nhật tuần này đúng 1 giờ, anh em nghệ sĩ hơn 40 người sẽ đứng trên sân khấu cùng nắm tay nhau để hát cho tất cả quý vị khán giả nghe. Và đặc biệt là quý vị không cần phải bỏ một đồng xu nào cả quý vị nhé. Chúng tôi cũng chẳng có quyên góp, cũng chẳng có đem thùng tới từng chỗ để xin tiền quý vị. Quý vị cứ tới enjoy từ 1 giờ đến 6 giờ và mong rằng là tất cả những cái ý đẹp của anh em chúng tôi từ những người nghệ sĩ không có lấy đồng một đồng thù lao nào sẽ gửi gắm đến quý vị những tâm tình của họ. Và xin phép Mỹ Lan cho Quốc Thái được gửi lời cảm ơn đến những nhà bảo trợ như là Well Spa Inc. cũng đã bảo trợ cho chương trình này, OC Capital Realty Inc. của Hoa hậu Hạnh Lê cũng bảo trợ, Pine Book Acupuncture Dr. Kim, tức là một vị bác sĩ Hàn Quốc, cũng đã đóng góp $1,000 để tặng cho chương trình làm quỹ cái quỹ, và California Karaoke cũng như là Việt USA Home Shopping và nhà hàng Khiêu Vũ Trường Blue của nữ ca sĩ Phi Khanh và Anh Quốc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào ngày chủ nhật mùng 24 tháng 6, tức là tuần này vào lúc 1 giờ ở tại Warner Middle School, nằm ngay ở trên đường New Lynn giữa với đường Westminster và đường Bosa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh Tạ Trung, cảm ơn anh Quốc Thái, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chắc chắn là gặp lại quý vị tại hội trường vào ngày chủ nhật 1 giờ. Xin kính chào quý vị.